Tôi xin chào tất cả các bạn nha, lại là mình Nhật Sơn Bắc miền Tây các bạn. Bữa nay mình lại đi đặt chuột nữa anh em ơi. Các bạn ơi, đây là đồ nghề của mình nè các bạn. Cái lồng này, lồng nhỏ này để đựng chuột mồi đặt gắn. Còn cái kia là hai cái tụng để đựng chuột. Đây là cái gặp mồi nè các bạn. Mình đặt xong rồi các bạn ơi. Giờ này mình đặt xong rồi, giờ mình nằm ngủ rồi. Ở 10 giờ 11 giờ nước rồng á, bắt đầu mình đi sửa gặp. Đây là các bạn, nước này nước đang lớn nè, gặp bên kia có con cái các bạn, ngập hết rồi. Là mình thả bãi rồi các bạn nè. Có bạn nào không biết thả bãi không? Đó, không biết thả bãi mình chỉ cho nè. Đó, thả bãi rồi các bạn. Mình thả bãi có nghĩa là mình đặt nước ròng hết các bạn. Nước vừa giật ròng là mình bắt đầu đặt. Mình bắt đầu gài. Gài tới nước nhảy mé lớn là bắt đầu mình cuốn về, trong vòng chỉ có 5-6 tiếng đồng hồ à là mình về. Còn đặt chứ mà thăm á thì mình chỉ thăm được có một dạo thôi ha các bạn ha. Mình đặt nếu mà đặt số lượng gặp nhiều á là chỉ thăm được một dạo thôi. Ví dụ như khoảng 5-60 cái gặp trở lên thì khoảng thăm được một dạo à, với mới được một dạo cuốn nó là hai dạo hả anh em. Nhưng mà nó chuột nó chạy dữ lắm anh em, tại vì nó ăn theo nước mà, nước giật tới đâu là chuột ăn theo đó tới đó. Đây nè anh em, có anh em nào không biết đặt bãi không, thả bãi. Còn đây là thả bãi nè, mình lâu lắm rồi, từ khi mà mình quay bẫy chuột tới giờ mình không có quay cho anh em xem là mình cách mình đặt như thế nào. Tại vì mỗi anh em thì mỗi cách đặt khác nhau, mỗi anh em có kinh nghiệm đặt khác nhau. Còn riêng mình thì mình thả bãi. Mình đó một cái nữa các bạn, bẹo này. Đây nè các bạn, bẹo nè. Không có bẹo là tối là mệt lắm các bạn ơi. Để mình lại đây vài cái đâu, mình thả hết luôn. Để mình lại đây mình cho các bạn xem nè. Đây mình đặt hồi 12 giờ mấy 1 giờ. Mình thả cái này là các bạn, tối nay là nước nhảy giật mé rồng là bắt đầu mình đi sửa gặp rồi. Mình đi sửa gặp cái nào còn mồi thì mình sửa rửa mồi. Còn cái nào không còn mồi thì mình vô mồi lại. Đó một cái nữa các bạn. À, cái bẹo bẹo cụ bắp á ha. Có một cái nữa các bạn. Đây có một cái nữa nè các bạn. Ha. Nè, đây có một cái nữa. Đó, bạn thấy gặp à. Rồi. Ôi. Ôi. Mồi đâu có tiêu rồi. Đây nè các bạn. Gặp à. Có tiêu mồi các bạn ơi. Hay quá. Ơi chuột đi ăn ban ngày luôn các bạn á. Bạn xem dấu nè. Thấy không? Dấu chuột này ha. Đó các bạn, dấu chuột này. Đó. Đây các bạn, nó mới lòi, lòi nó dẫm nãy giờ nó quất cục mồi của mình banh rồi. Vậy thôi chào các bạn ha. Để sáng nay mình đặt được nhiêu rồi mình quay cho các bạn xem ha. Chào các bạn ha. Đây nè các bạn, thực tế nè các bạn. Mình vừa mới đặt xong rồi mình quay clip cho các bạn xem cách mình đặt thả bãi đó. Cách mình bơi dài dài ra. Đó các bạn. Ba em. Đó các bạn. Mới giờ này còn sáng trăng sáng ánh ha. Mới chiều à. Nhưng mà lụm được ba em. Nè các bạn chưa đâu. Đây nè nè các bạn. Đây, thực tế đây nè các bạn. Mình không có nói xạo các bạn đâu. Nè. Đó. Nó mập như con trâu vậy đó. Có cái gặp nè. Một cái xịt. Nè các bạn. Nè các bạn. Đó. Chuột dính bằng ngày. Hy vọng bữa nay cái bến này nó sẽ giúp mình phát cái lực hợp hổm ha các bạn. Tại bến này là mình chưa có đi đặt lần nào. Bến này mà khu này mình mới khám phá ra thôi à. Đây, chào các bạn ha. Để tối nay mình thăm coi thể nào là thăm thì chắc mình có quay cho anh em các bạn xem được rồi. Tại vì nước rồng á sát dưới á, rồi cái đầu mình lội lên lội xuống mình máy sình không à, không có quay được cho anh em xem. Anh em có gì thông cảm ha, có gì mai sáng cái đầu mình đi về nhà đó, cái đầu mình về tới nhà cái là mình quay kết quả cho anh em xem ha. Mình đó một cái nữa các bạn. Không biết dính không nữa à, em móc qua thử coi.
có khi nào dính con nữa không? Năm que cái này thì gần chèm chèm một ký một cái thì thôi rồi, tối nay là ống như cái nốt luôn đó cái bạn. À, cái này đầu gặp ngoài của mình đó các bạn, không dính các bạn ơi. Các bạn thấy cái miếng mồi không, vàng vàng không, mình cho chuột ăn đồ dữ dữ rồi mà đó các bạn, nó gặp được các bạn học à. Kệ bơi tẹt tẹt ra mà cũng lùm được 5 con 4 con chứ. Vậy thôi các bạn ha.